Vườn thú Hàn Quốc lần đầu giới thiệu cặp song sinh gấu trúc mới. Một vườn thú ở Hàn Quốc hôm 3 tháng 1 đã công bố cặp song sinh gấu trúc mới chào đời, dự kiến sẽ gây sốt khi được giới thiệu với các du khách trong thời gian tới. Cặp song sinh gấu trúc Duệ Bảo và Huy Bảo vừa kỷ niệm 6 tháng chào đời và bắt đầu ra mắt khách tham quan vườn thú từ ngày 4 tháng 1. Đây là hai thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình gấu trúc tại công viên giải trí Everland ở Seongin, phía nam của Seoul. Ban quản lý của Everland cho biết, cặp đôi gấu trúc nhỏ sẽ chỉ được ra mắt công chúng vài giờ mỗi sáng cùng với gấu trúc mẹ Ái Bảo. Thời gian đứng trước công chúng của cặp gấu trúc con sẽ tăng lên khi chúng làm quen với nơi đông người. Cặp song sinh đều là nữ, chào đời tại công viên ở Hàn Quốc vào tháng 7. Anh của chúng, Phú Bảo, là gấu trúc đầu tiên được sinh ra ở Hàn Quốc vào năm 2020.